ok nhé mọi người nhá. À, Mao Đệ đã rang qua cái cá nướng lên rồi nhá. Đáng nhẽ phải rang khô một tí nữa nhưng mà thôi. Không cần, không cần. Để thế này nó cũng vừa. Đấy. Trộn vào đây. Sụp. Ngon chưa? Vẫn còn bốc hơi này. Ăn cái nộm này không thôi đã đủ ngon rồi nha mọi người nhá. Cái nộm này đã ngon rồi. Nộm này không thôi đã đẳng cấp rồi. Em nếm nếm thử xem ngấm ra vị gì. Mời tất cả mọi người nha. Vừa chưa? Liệu có nhạt không? Ờ. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu. À, anh em mình không có nước măng khô, thế nên là sẽ dùng chanh nhé mọi người nhé. Dùng nước chanh thay thế. Dùng măng ớt. Dùng nước chanh để thay thế. Cho măng ớt rồi. Hả? Măng ớt á? Ừ. Từ từ. Rồi mày gắp đi, gắp măng ớt ra đi. Đấy. Mấy này dính đấy thôi cho nó hỏng măng ớt. Đấy, có cái thìa đấy. Đấy. À, cho đây để trộn. Trộn hết lên nhá mọi người nhá. Cho măng ớt vào ngon lắm. Thôi. Nước thôi. À, lấy cái thôi. Thơm. À, cho măng ớt vào cái mùi nó sộc lên mùi thơm đặc trưng luôn nhá mọi người nhá. Xem nào. Bây giờ mới là thử lại mới là chuẩn vị nhỉ. Ngon không? Ngon nhỉ. Mấy thằng bên dây là hay gì? À, bình thường là những cái món nộm ấy, nộm hoa chuối ấy, người ta dùng đậu phụ. Hôm nay anh em mình chơi vip cơ. Cho dùng ăn thịt cá, đậu phụ. Ok nhá. Thay thế luôn. Ok ok, bây giờ bắt đầu đến công đoạn là đặc biệt. Đấy. Giờ dọn sạch chỗ này thì đã ăn uống cho đàng hoàng đó. Không cần bát, không cần bát ta ăn kia. Cho nốt lạc à? Đó. Quá tuyệt vời. Béo. Ok nhé mọi người nhá, bây giờ sẽ bắt đầu vớt tôm nhá. Mình sẽ chọn những con khỏe nhất này. Ví dụ như con này đấy, con này, hai con này chửa này. Ấy. Mấy con bơi trên mặt trước anh ạ. Hai con chửa, hai con chửa. Ba con chửa. Ấy đây. Đấy, đâu? Đâu nhỉ? Mày, con nào cũng được, con không chửa thì béo. Đây, đây, từ từ, cho ba con này vào cái xem nó sẽ như thế nào nhá, nhảy nhá. Nhảy đây, nhảy đây. Tăng tăng tăng, tà lăng tà lăng tăng tăng. Không còn sức để mà nhảy. Đây, để em dạy mọi người ăn đây, này. Từ từ, làm một muôi thật siêu to khổng lồ đã. Ủa, con này to, con này to, tôm càng. Có con tôm càng đen rồi, ngon lắm. Đây, mấy con tôm càng này. Rồi. Ok nhá mọi người nhá. Ấy, nhảy mất rồi. Đây. Đây. Đã chưa? Con tôm dã man cho mọi người. Tôm đông, tôm chuối nó thế này là ngon nhá. Còn mấy con tôm. Đấy, nhảy rồi, bắt đầu nhảy rồi. Đó. Tôm nó vào đây nó sẽ bắt đầu nhảy nhá mọi người nhá. Nhảy múa đi. Nước của anh em mình hơi sót hay sao rồi nó không kịp nhảy luôn. Đấy. Đấy, thấy nhảy chưa? Con này dùng nè. Ấy, bơi đấy. Ui hờ, bắn lên vào màn hình rồi. Lau cái màn hình đã. Ui hờ. Thêm mấy con to phải. Nhảy. Ngót. Ấy. Ui, con đấy, hai đấy. Ok, nào. Nhảy đây, đấy. Ok. Mỗi nhảy nhiều trong rồi để nó ngấm uống gia vị. Nó chất ngạt vì cái tội gọi là uống nước măng của anh em mình. À, uống nước gì nhỉ? Nước cốt là đậm đà gia vị, nhiều loại gia vị. Rồi, để em thử phát. Thử phát nha mọi người nhá. Cho Mao Đệ thử trước nha mọi người nhá. Làm kiểu ăn đúng kiểu chuyên nghiệp. Mình sẽ vớt những con nhỏ. Ăn đúng kiểu chuyên nghiệp nha mọi người nhá. Đấy, nhảy. Em mình sẽ dùng thìa mới lên. Đấy. Cho ít cái xuống dưới. Xem nhiều, thằng này xem nhiều. Xem tivi nhiều. Có tôm này ngon này. Ui. Hai con luôn. Dưới. Mời tất cả mọi người. Ôi. Thế nào? Vẫn nhảy. Ngon mọi người ạ. Mình sẽ làm mấy cái con nhỏ nhỏ cho dễ ăn nhé mọi người nhé.
vớt những con nhỏ. Mượt lắm. Đấy, tôm nhảy phải như thế này chứ. Tươi sống nhảy dậy lên đây. Mình thích những cái con nhỏ nhỏ, không thích con to. Ui. À. Đấy. Ngọt líp luôn. Mọi người thấy chưa? Tôm vẫn bơi chứ không phải tôm đấy nhá. Tôm này mà cho ra ngoài một tí là không có sục là chết toay luôn đấy. Ấy, nhảy này. Ấy. Mẹ ấy. Con này khôn quá đấy. Con này khôn. Đi ơ, con chị hay càng nhau để nó khỏe rồi. Được. Ở đây, chơi được. Đấy. Con này chị hay càng này. Làm cho tôi lửa luôn. Đi ơ, xuống dưới rồi. Đâu, con... À, đây. Ừ, nhảy hết ra bờ ngoài. Mày à bưởi. Ôi! Mày à bưởi rồi. Này. À, bà kho, ui! Bà kho chén em rồi. Đấy. Nhảy cả ra ngoài. Ngon, anh ơi, ăn phải có kèm lá sung đây này, nó giòn nó nổ nhá, nó sướng lắm, đã luôn, kẹp hai lá cho nước mình thử. Okay. Bây giờ đến lượt mình thử nhá mọi người nhá. Mình thì không hay mõm nhôm bằng mao định. Mõm nhôm! Những món này là vẫn chả tốt. Đấy. Hai con, ba con. Ây à, máu đấy. Ba con tôm luôn. So với gỏi cá thì thế nào? So với cá nhảy? Ngon hơn cá nhảy. Ngon hơn cá nhảy. Tôm nhảy ngon hơn cá nhảy. À, bình thường cái này mình... nhắm điểm cái 10 à? À thế á. Bình thường mình thấy ở trên mạng này thì ăn cá nhảy với tôm nhảy thì hay cắt bỏ hết càng với kia, nhưng mà anh em mình không cắt. Vẫn cứ để cho nó nhảy tầng. À đấy, sau này chưa đã. Ngon. Rau riếc vào các kiểu các thứ à. Đấy, con nào nhảy khỏe. Đây, con này nhảy khỏe. Con này nhảy khỏe. Đâu, con này cũng nhảy khỏe. Tôm to thì ăn nó chấm nước tương wasabi, còn tôm nhỏ này thì tôm nhỏ này anh em mình làm kiểu nhỏ. Đúng rồi. Thêm con nữa đi. Mấy con này? 4 con rồi. Làm 5 con nhá. Anh nhỏ này không đã em làm cái bát á. Đấy, làm 5 con nhá. Làm tí nước vào. Đưa lên. Đấy. Thêm tí nước nữa. Ui, chảy nước kìa. Mời mọi người nhá. Tuyệt vời đấy mọi người ạ. Lấy cho anh một bát nữa nhá. Ngon hơn cá nhảy nhiều. Rồi. Giờ phải mình phải nhảy ở đây. Để xúc một xúc. Mình sẽ gom một xúc sang bên này nhá. Mình xúc một phát từ bên này sang bên này. Đánh bắt đấy. Đánh bắt. Không giới hạn. Ấy. Ôi. Ui, em xí con này. Đây. Tôm càng. Đây. Trời ơi. Anh xí con này. Tôm chửa. Tôm càng nhé, đấy. Đấy, ngon chưa? Nào. Tưng luôn, con này nhảy tưng luôn. Nào. Đấy, càng con to luôn. Tháo hồ mà nhảy đi. Tháo. Nào, từ, phải cho thêm vào. Có nhiều á? Có nhiều à. Bên này đây này. Ăn bao nhiêu đấy, bao nhiêu không còn nó bị. Không gì đâu, ăn ngon mà. Ngon mọi người ạ. Thăng. Ui, mấy con này nó vượt ngục à. Ui, nó khỏe quá. Khỏe nó nhảy hết rồi. Đấy, ui nhảy. À, khôn. Ôi, con này khỏe. Con này to, con to. Ây à, khỏe à. Mày à bưởi. Vào kho. Thịt đó. Ok. Tốt mới tông lên. Đây là đang đảo vữa nha mọi người nha, cho nó ngấm vị. Đấy. Lần đầu tiên mình ăn món tôm nhảy nha mọi người nha. Đã 3-4 con một phát luôn. Tôm nhảy. Đây. Ấy, đấy, con này nhảy với ăn này, khỏe. Ui, con này nhảy vàng luôn. Kém ít nước. Món này không phải là một món kinh dị gì lắm đâu nhá mọi người nhá.
tôm cũng giống như ăn gỏi tôm ở nhà hàng ấy, người ta vắt chanh vào ấy, chín con tôm gần ăn nó ngọt ngọt đấy. Còn ăn tôm đồng này thì cũng khá là ngon. Đấy, và vào đệ và. Đấy. Bây giờ mình sẽ chơi một phát hai con tôm càng, một con tôm chửa nhá. Đây này. Từ phải cho hàng hàng vào đã, hàng nóng vào đã. Đấy. Đầy đủ gia vị các thứ các kiểu hết nhá. Ngon nhỉ. Quá là ok luôn. Rồi, một con tôm càng này. Con tôm chửa đó rồi. Đây, một con tôm to chửa này. Tiếp tục một con tôm càng nữa này. Tôm này đều là tôm đấy, con tôm càng to này. Tôm này đều là tôm suối ở mình hết nhá. Thế nên là rất là sạch và rất là ngon. Thêm một con tôm chửa nữa. Đúng rồi. Hai cặp song sinh, hai cặp song sát. Dưới nước lên. Đã. Wow. Không luồng. Wow. Mời mọi người nha. Đố anh luồng một phát hết cho đấy đấy. Đây à. Ghê không? Mồm em nhỏ em chỉ ăn được thế này thôi. Cái càng nó giòn. Ngon. Cái càng nó giòn lắm nhé mọi người nhé. Không phải cắt càng cắt đâu được cả. Mình xem trên mạng thì cũng có mấy người làm cái món này rồi, nhưng mà lại đi cắt hết càng, cắt hết chân mấy kia của giờ của con tôm. Em thử là nó mất cái độ giòn nó đi. Nó không ráp ráp như kiểu tôm rang thôi nhá mọi người nhá. Ăn nó ngã văn nát biết rồi. Cảm giác nó bùi, nó ngon. Bùi béo. Con này rơi. Con này nhảy. Rơi. Cảm giác nó bùi nhá. Nó béo. Hơn là cái loại tôm kiểu tôm ăn rang mọi người. Đó. Rồi mình cho em vào bắt toàn tôm càng cho cho Mao Đệ thưởng thức một con tôm càng đi. Rồi, từ đã, em là lấy bổi nhá. Tôm càng đen. Rồi. Nằm sấp. Đấy, hai con. Một con ơi, này. Nhìn đó. Như con tôm mùm luôn. Xứng chưa? Đấy, để nhau. Một cặp tôm mùm nhá. Cả nước luôn đấy. Đấy. Con vật này nó nhiều trứng á. Đấy, lấy mỗi thịt thôi. Rồi, lấy cả đầu một nữa. Con. Không. Ăn gạch lấy tôm. Lấy con tôm càng nữa. Gạch tôm. Đấy. Bóc một phát cái lớp vỏ nó đi. Lấy cái thịt ở trong. Nó được ít thịt lắm, toàn vỏ đấy tôm này. Tôm này mà bán ở ngoài chợ là hơn 200 nghìn một cân nhá mọi người nhá. Có những hôm là 250. Ôi thế bằng mình mua vô tôm hùm ăn ngon. Yeah. Nhiều người thì không thích ăn tôm hùm, thích ăn tôm này. To là ngon hơn. Đấy. Mình sẽ rồi, ba con này. Mình sẽ cho một ít nước vào đây này, thử sẽ để cho nó ngấm dần nhá. Đó. Bóc thêm. Cho nó đỏ á. Ăn như kiểu tôm hùm ấy. Ăn như kiểu tôm hùm. Thử xem là nó ngon hơn không. Tại vì nó bé quá thế nên là anh em mình phải bóc khá là lâu đấy mọi người ạ. Ê, anh em mình ngâm vào đây mà nó cái xịt tôm nó đỏ luôn nhá. Tại vì trong này cũng có nước chanh. Còn để đệ trứng nữa. Đặt cái trứng, lấy cái trứng đó. Ấy, để nguyên cái phần trứng luôn. Bỏ cái phần kia đâu. Con này cũng khủng khiếp này. Trứng à. Đệ trứng luôn. Anh thử mút xem ngon không. Không, mút trứng, mày mút đi. Trứng cũng rất ngon. Ăn thử nguyên trứng tôm. Nhìn nó như kiểu là nó màu đỏ ấy. Là giống kiểu trứng cá hồi ấy. Ấy.
tử phải ăn ăn chứ ăn luôn đấy chứ không mút. Chặt chặt. Chúng nó tanh hơn thịt. Ok nha mọi người nhá. Chúng nó tanh. Đấy, đấy, chính đỏ cái nước này cũng kia nhá, nó cũng làm đỏ con tôm lên nhá. Cho một ít rau thôi. Một ít rau làm theo kiểu đấy thôi. Tại vì cái nước này đầy nước cốt chanh mà. Rồi, mình lấy cái lá sung. Cuốn vào. Đấy, lá là to. Lá này. Ôi giời, lá sung siêu nổ. Sung lá này phải lót một cái lá nữa xuống dưới. Ngày trước sợ cái lá này chừng là nó có sâu. Có sâu mà. Có con sâu ở trong đây này. Đây này. Mình sẽ bóc cái này cho mọi người xem nhé. Đấy, thấy con sâu ở trong chưa? Đây. Cái này to này. Con bọ ở trong này. Đấy, thấy chưa? Con bọ ở trong này. Cái nào cũng có hết nhá. Này, cái này to này. Chắc mấy ớt sâu. Mày bóc ra mà xem. Có con bọ ở trong đấy. Ừ. Đấy, đấy, thấy chưa? Cái con này ăn nó mới béo. Đấy, nó là con bọ xanh xanh này. Đấy, thấy chưa? Đấy, vẫn còn ngoài này. Đấy là những cái loại lá sung nổ đấy. Nhưng mà ăn béo mà. Ok. Ăn đây là ăn theo kiểu bình thường nhé, không phải là tôm nhảy. Và mình sẽ kết hợp thử xem thế này. Cũng ngon.